từ cao trong tiếng Trung và tiếng Phúc Kiến. Thông thường mình nói về cao thấp. Cao trong tiếng Trung, cao tiếng Phúc Kiến gọi có hai cách gọi. Cách thứ nhất là cơ, cách thứ hai là quản. Họ có hai cách nói. Thứ nhất mình nói về cao cấp, tiếng Trung gọi là cao chỉ. Cao chỉ, tiếng Phúc Kiến gọi là cơ kịp. Cơ kịp. Từ thứ hai họ gọi là quản, cái gì đó rất cao mình gọi là quản. Tiếng Trung cũng gọi là cao luôn, nhưng tiếng Phúc Kiến gọi là quản. Lúc này họ sẽ dùng từ quản, họ không dùng từ cơ nữa ha. Nếu như mà ai họ cao thì họ sẽ dùng cái từ cơ. Cơ. Tiếp theo, ví dụ mà anh ấy, tướng tá anh ấy rất là cao thì mình gọi là 以下做警官. 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 Tiếng Trung gọi là 他长得很高. 他长得很高. Tiếp theo mình nói trình độ học vấn của anh ấy rất là cao thì tiếng Phúc Kiến gọi là 以学历尽管. 以学历尽管. Tiếng Trung gọi là 他学历很高. 他学历很高. Ví dụ như mình nói cái gì đó giá rất là cao thì mình gọi như thế nào? Tiếng Trung thường gọi là 价格真高. Hoặc 价格真贵. Thường nói 价格真贵. Cái giá thật là đắt, thật là cao, giá thật đắt, thật đau, cao. Thì tiếng Phúc Kiến thường sẽ nói là 价小尽管. 价小尽管. Có nghĩa là cái giá của nó rất là cao luôn. Tiếp theo mình có cái từ cao thấp, 关系. 关系. Tiếng Trung gọi là 高低. 高低. Thường nói về cái chữ ti. Ti này trong tiếng Trung gọi là ti, còn tiếng Phúc Kiến gọi là kê. Kê mà nghĩa thấp của tiếng Việt mình đó. Thông thường người ta hay nói xuống giá mà. Lò kê. Lò kê là tiếng Phúc Kiến. Lò kê. Còn tiếng Trung gọi là giang giá. Giang giá. Giang đọc xuống ha. Giang giá.